Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày. Fan phát sốt với hình ảnh Triều Lê Dịnh khi mới vào nghề, em gái ngọt ngào đốn tim nam phụ. Nhìn lại hình ảnh Triều Lê Dịnh năm đó, netizen ai cũng gật gù nhan sắc của cô ngày xưa là một em gái ngọt ngào và giờ là một chị đại ngọt ngào. Mới đây, những bức hình của Triều Lê Dịnh thuở mới vào nghề được đào lại. Nàng tình nhi năm nào khiến khán giả sống lại những tháng năm thanh xuân. Dưới đây là một số bình luận nổi bật. Mẹ tôi siêu thích cô này luôn. Cổ không phải gu tôi nhưng là gu mẹ tôi. Mẹ tôi xem Hoa Thiên Cốt cứ tấm tắc khen Triệu Lệ Dịnh đẹp. Thực ra cổ là gu cho các bà mẹ. Đấy cô, bên Trung cũng vậy á. Toàn muốn cô con dâu kiểu ngọt ngào, với hơi múp múp. Mẹ là gu luôn á. Mẹ tôi bảo nhìn mặt cổ phúc hậu, hai mắt to tròn, da dẻ hồng hào, môi chung chím. Tóm lại là cứ lia tới mặt cổ là mẹ tôi khen lấy khen đệ luôn. Con bảo tôi tìm một loạt phim có Triệu Lệ Dịnh để xem nữa. Triệu Lệ Dịnh thực sự rất xinh đẹp. Trước có lưu ảnh cổ về mà mặc dù không phải fan, chờ mãi topic này để spam. Triệu Lệ Dịnh năm đó là em gái ngọt ngào, bây giờ là chị gái ngọt ngào. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt bánh bao phúc hậu của Triệu Lệ Dịnh rất cuốn các bậc phụ huynh. Đâu cần cầm vi like, Triệu Lệ Dịnh vẫn xinh đẹp đáng yêu. Triệu Lệ Dịnh lúc nào cũng xinh đẹp ngọt ngào hết, chị ta bị lão hóa ngược hại trời. Mẹ em cũng thích Dịnh Bảo lắm, cứ nói con nhỏ này đẹp ghê, mặt tròn bầu bỉnh đáng yêu, xinh xẻo kiểu đáng yêu mãi không già luôn ạ. Triệu Lệ Dịnh ngày ấy tươi rói mơn mởn như một trái đào, giờ càng là thịnh thế mỹ nhân của lòng em. Tình nhi năm ấy khiến em rung động, chị cười lên xinh phát sáng luôn ấy, thêm quả mũi xịn xò nữa. Nhan sắc thực sự ngọt ngào, nhìn hình ảnh này nhiều người sẽ nhớ đến Sam Sam đến rồi. Ngày xưa xinh thật, giờ vẫn xinh nhưng mặn mà hơn. Còn ngày xưa là sinh kiệu ngọt ngào như mấy ngốc bạch thỏ trong tiểu thuyết ngôn tình ấy. Nhớ năm 2014, lúc đó ghét coi phim chung lắm, nhưng lỡ coi cái khúc Sam Sam đứng chờ trước cái kính phản chiếu múa tay múa chân, rồi phong đằng ở trong nhìn ra cười, má ta nói xỉu úp xỉu đau liền. Đến giờ dù coi bao nhiêu bộ đi nữa, nhan sắc của Triệu Lệ Dịnh trong Sam Sam với ta vẫn là đỉnh cao nhất. Đáng yêu thật sự, nhắc tới là muốn đi cày dù chỉ mới coi hơn 10 lần à. Russ ngày xưa của mình thích Triệu Lệ Dịnh lắm, thích tới mức mình sinh ghen với Triệu Lệ Dịnh luôn. Triệu Lệ Dịnh rất được lòng các vị phụ huynh, vì mẹ với các cô hàng xóm nhà tôi xem đủ phim của Triệu Lệ Dịnh luôn. Kiểu lỡ có bỏ tập nào thì phải xem lại bằng hết, trừ Chu Tiên đến Hoa Thiên Cốt. So sánh nhan sắc Triệu Lệ Dịnh bây giờ và 15 năm trước, không thấy nhiều sự khác biệt. Chỉ có cách trang điểm khiến cô nàng sắc sảo hơn mà thôi. Ngắm qua bao nhiêu diễn viên Trung Quốc nhưng vẫn thích nét đẹp của cô này nhất, nhìn một phát là nhớ mặt liền. Lần đầu biết Triệu Lệ Dịnh khi xem Sam Sam, dễ thương như em gái nhà bên vậy, giờ vẫn xinh đẹp và mặn mà hơn. Lúc trước đẹp kiểu xinh xắn trong trẻo, bây giờ thì trưởng thành mặn mà sắc sảo hơn, mà kiểu gì cũng đẹp. Triệu Lệ Dịnh bước chân vào làng giải trí từ năm 2006 khi mới 19 tuổi, nhan sắc của cô khi đó trong veo và ít được chăm chút như bây giờ. Tuy nhiên nhìn lại những bức ảnh cũ ai cũng dễ dàng nhận thấy, vẻ đẹp của Triệu Lệ Dịnh hoàn toàn chân thực, không có sự can thiệp dao kéo. Sau 15 năm gia nhập làng giải trí, nhan sắc của Triệu Lệ Dịnh đã lên hương, cả diện mạo lẫn thần thái. Phải nói rằng người đẹp ngày một mặn mà hơn, nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo với đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.